quý vị, dù không khí lạnh đã suy yếu, nhưng tại các tỉnh Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục có mưa nhỏ. Trong hôm nay và ngày mai, ngày 27 tháng 3 sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc, một số nơi có nắng, tuy nhiên thì tình trạng mưa nhỏ vẫn là chủ đạo và diễn ra vào chiều tối đêm và sáng sớm. Trời đã không còn rét mà chuyển sang trạng thái lạnh về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động từ 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Bắc từ 27 đến 30, có nơi trên 31 độ. Còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ về đêm và sáng sớm phổ biến từ 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi dưới 19 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ C. Ngày 28 và ngày 29 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Với miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay và ngày mai ngày 27 tháng 3 có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ ở mức từ 19 đến 22 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng từ ngày 29 tháng 3, vùng núi có nắng nóng. Trong khi đó, tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay và ngày mai, ngày 27 tháng 3, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Mức nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C. Tại Nam Bộ, ở khu vực Tây Nguyên từ nay đến ngày 29 tháng 3, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ đêm và sáng sớm dao động từ 19 đến 22 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Còn các tỉnh Nam Bộ, từ nay đến ngày 29 tháng 3, ban ngày trời nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 cho đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 35 độ C, còn miền Đông là từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Còn vùng Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Trong khi đó, vùng giữa Biển Đông, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi,